Chiều nay ngày 15 tháng 9, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra quân triển khai phong trào Tuổi trẻ Công an Kiên Giang dành ngày cuối tuần làm công an xã, xung phong thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong công an toàn tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 13 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai phong trào Tuổi trẻ Công an Kiên Giang dành ngày cuối tuần làm công an xã, xung kích thực hiện đề án 06 của Chính phủ nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên nêu gương rèn luyện, cống hiến, trải nghiệm, được tiếp xúc, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng công an xã vững về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong đó đã giao cho đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 20 cơ sở đoàn cấp tỉnh tăng cường hỗ trợ 12 công an xã thuộc 11 công an huyện. Mỗi công an xã có từ 2 đến 3 đoàn viên hỗ trợ từ 7 giờ ngày thứ Bảy đến 17 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Phát biểu tại lễ ra quân, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hận đề nghị lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh chỉ đạo cơ sở đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào Tuổi trẻ Công an Kiên Giang dành ngày cuối tuần làm công an xã, xung kích thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Phân công đoàn viên thanh niên theo từng tuần lịch trình cụ thể, tạo điều kiện thời gian công việc để đoàn viên thanh niên tham gia phong trào, phối hợp với công an huyện, công an xã nơi có đoàn viên thanh niên tham gia phong trào trong việc quản lý đoàn viên thanh niên trong thời gian điều động xuống cơ sở, có kế hoạch tập trung cho việc triển khai hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% người dân đủ điều kiện đang thường trú tại địa phương, gắn với phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn cơ sở, đảm bảo tốt việc huy động đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ cùng lực lượng công an. Bên cạnh đó, trưởng công an các huyện thành phố phải chỉ đạo quyết liệt việc triển khai phong trào dành ngày cuối tuần làm công an xã tại địa phương mình, đảm bảo hiệu quả. Trong cao điểm 45 ngày này thì chúng ta tập trung toàn lực để làm, nhưng mà sau đó chúng ta tổng kết rồi nếu thấy nó gửi rút kinh nghiệm và chắc chắn sẽ được duy trì. Ở đây mục tiêu công chí đưa ra là thấy rất đẹp rồi, ha, nhưng mà phải cố gắng, tôi thấy là cực khó đó. Đề nghị công chí phải cố gắng tối đa tốc lực, mà tôi nghĩ với tuổi trẻ, với xung kích không gì là không được. Đồng chí về phải cụ thể hóa ngay, phối hợp ngay với ban thường vụ tôi huyện đoàn thành đoàn để làm, bắt đầu từ ngày mai là các quân làm, thì này diễn khai ngay để phối hợp với ban thường vụ huyện đoàn thanh đoàn của đơn vị mình để làm sao thực hiện cái này. Đối với xã thì chỉ đạo công an xã thực hiện ngay với chia đoàn cấp mình, nói chung là phối hợp với tốt với chia đoàn cấp mình để thực hiện cụ thể hóa, thực hiện ngay. Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền về kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh và tỉnh đoàn Kiên Giang tiến hành ký kết quy chế phối hợp, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.